người đạo đem vào chầu tông trước để rồng xin vua cho ông được xin vua cho ông bước vào trong được yên kiến tử hoàng ông thấy được yên kiến tử hoàng ông thầy ông xem trong bóng huyền xa vậy vẻ mặt buồn chẳng thoát ra thầy Dạ mới đọc giảng biết.
Cây này nó bự quá bự ha. Cây này nó